Kính chào các bạn, hôm nay cây hàng độc.vn xin giới thiệu với các bạn một cây nguyệt quế đại khổng lồ. Cái cây nguyệt quế này thì năm nay là tuổi đời là 120 năm rồi. 120 năm, tại sao nó được 120 năm? Tự vì là cái đường vành gốc kìa, đường vành gốc của nó là được 91. Tôi zoom lại đường vành gốc cho các bạn xem nhé. Cây nguyệt quế đại khổng lồ, thân thế dáng quằn quại, thân nó bị vặn nhá các bạn nhá. Đấy, thân nó bị vặn. Đây, thân nó bị vặn. Cái vành gốc này, vành gốc là đo theo thế cây cảnh nên là các bạn nhé, nguyên tắc là đo 20. Lên thì vành gốc nó được 91. Nó tương đương với độ khoảng 27 đường kính. Các cái rễ nó mọc ra được độ khoảng 6-70 phân xung quanh. Đấy, rễ nó bò này. Đấy, tôi cho các bạn xem bộ rễ nó bò nhá. Đấy, đẹp chưa? Nó lổi rễ. Cây đã già rồi nhá, cây đã già rồi vặn. Nhưng mà bộ rễ nó là bộ rễ lổi. Đây, bộ rễ lổi. Cây này nó có độ thoát thân lên là 136. Tính lên độ vặn của nó này, các bạn nhìn này, nó ăn điểm được cái độ vặn này. Vặn xoắn. Thoát thân lên là 1m36 là bắt đầu chia tay tán. Tay tán của nó thì đều. Tổng cây của nó là 4m tính từ mặt đất. Đây các bạn xem nhé, tay tán của nó chia. Cây này riêng bác chủ nhà thì đã nuôi được 40 năm rồi. Và khi về là đường kính nó là 20. Trước khi về là được khoảng 75 tuổi là bác ấy mua về. Và bây giờ bác cái nuôi được thêm 40 năm nữa là tuổi đời nó vào cỡ khoảng 120 tuổi. Các chi tay của nó đây nhá. Chi tay của nó làm rất đều. Các bạn cứ từ từ theo dõi. Các cái chi tay thân bệ làm rất đều. Đấy, giờ hơi chi tay đây. Các bạn nhìn thấy độ già quằn quại của nó chưa? Tôi tả kỹ cho các bạn cái gốc của nó thì các bạn mới nhìn ra cái vẻ đẹp của nó được. Đấy, các cái chi tay nó đan xen. Một thân ở giữa độ khoảng 4m. Ngoài ra vắt các cái chi tay to bằng cái bắp tay. Độ thoát thân là 1m36. Vành gốc là 91. Độ xòe rễ của nó là đường kính 1m. Xòe ra mỗi bên 50cm. Đường kính nó vào 1m2. Độ xòe rễ của nó độ khoảng 1m2. Đấy, tôi zoom lại cho các bạn xem nhé. Tính tổng chiều cao từ mặt gốc lên độ khoảng 4m. Tán ngang tròn đường kính là 5m. Vành gốc là 91, thoát thân 136, tuổi đời là 120. Đây, bạn sẽ quay giúp tôi tí. Rồi, chào các bạn. Cây hàng độc.vn hôm nay giới thiệu với các bạn một cái cây nguyệt quế mà có số má Việt Nam. Cây nguyệt quế này là tuổi đời là 120 tuổi và nó có cái đường kính gốc. Đây, các bạn theo tôi nhé. Đấy, đây, đường kính gốc của nó đây. Đường kính gốc là lúc nãy tôi đo vành nó là 91. Nó tương đương với đường kính gần 30. Thế đây là thế vắn sẵn. Xoắn vặn rất quằn quại theo năm tháng. Và nó có tổng cao. Tổng cao thoát thân này là 136. Tổng cao đây xuống 136. Bệ rễ ra. Bệ rễ ra là 40. 40 cộng 40 là 80. Cộng với 30 nữa là nó ra độ khoảng 1m1, 1m2. Bệ rễ 1m2. Các tay thì xoắn vặn. Và cây này tuổi đời là 120 tuổi. Tổng cao của cây này là 4m. Tính từ mặt đất này lên là 4m. Tổng tán ngang. Tổng tán ngang là 5m. Chúng tôi sau này vận chuyển cây này sẽ thuê một cái xe phọc lòng 3m2 gom vào thì vận chuyển cây này về được. Đây là một trong những cây gọi là có số có má tại Việt Nam. Cố gắng là cây hàng độc sẽ di thực cây này về quế trại cây hàng độc
để cho các bạn có thời gian bảo tồn những cái cây cổ cây quý này. Các bạn xin liên hệ website cayhangdoc.vn, km 19, Trung Trải, Lào Cai, Sapa. Điện thoại sẹc Zalo 0977830088. Một nữa xin trân trọng cảm ơn các bạn sẽ cổ vũ và theo dõi của kênh YouTube của cayhangdoc.vn. Xin hẹn gặp lại. Một lần nữa xin chào.